Em Phạm Song Toàn và gia đình xin chuyển trường, sau khi tố cô giáo không giảng bài. Sau khi em Phạm Song Toàn, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Long Thới, thành phố Hồ Chí Minh, dũng cảm đứng lên tố cô giáo dạy toán im lặng, không giảng bài trong nhiều tháng. Phụ huynh của em đã quyết định, xin chuyển trường cho con. Thông tin này vừa được ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xác nhận. Tuy nhiên, thời điểm này, học sinh đang ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2, nếu chuyển trường sẽ ảnh hưởng nhất định. Đến việc ôn thi của em Phạm Song Toàn, nên ban giám đốc Sở đã chỉ đạo phòng giáo dục trung học của Sở gặp gỡ phụ huynh em Toàn để giải thích và khuyến cáo để cho em tiếp tục học ở trường ít nhất hết năm học này. Bởi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Với các trường hợp ngoại lệ, chuyển trường giữa học kỳ sẽ do giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện xem xét, giải quyết. Về lý do gia đình em Phạm Song Toàn xin chuyển trường ngay sau thời điểm nhạy cảm, khi em vừa lên tiếng tố cô giáo dạy toán không giảng bài cho học sinh suốt nhiều tháng, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo từ chối tiết lộ cụ thể. Theo thông tin đăng tải trên báo Văn hóa, tìm hiểu từ phía gia đình học sinh, thì lý do phụ huynh muốn chuyển trường cho Phạm Song Toàn là không đồng tình với phương pháp sư phạm của cô giáo Trần Thị Minh Châu. Đồng thời sau khi sự việc xảy ra, em Toàn đã gặp nhiều áp lực khi nhà trường và giáo viên cho rằng em đã nói không đúng chỗ trong buổi đối thoại tại Sở Giáo dục và Đào tạo vừa qua, làm ảnh hưởng đến bộ mặt nhà trường. Về vụ việc này, chiều 3 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sự việc cô giáo không giảng bài suốt 3 tháng xảy ra tại trường Trung học Phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè. Trong báo cáo này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hành vi im lặng, không giảng bài khi lên lớp của cô Trần Thị Minh Châu ảnh hưởng trực đến quyền lợi học sinh, gây bức xúc cho phụ huynh và xã hội, ảnh hưởng uy tín đội ngũ nhà giáo, nên cần xử lý nghiêm. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá nhà trường đã thiếu sót trong công tác quản lý. Để sự việc xảy ra trong thời gian dài mà không phát hiện, phía Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý hiệu trưởng sau khi có báo cáo đầy đủ từ trường và các cá nhân liên quan. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh em Phạm Song Toàn, cần giúp đỡ, có biện pháp giúp em sớm ổn định tâm lý, tránh gây áp lực làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của em. Im lặng trong giờ giảng, bạo lực tinh thần học sinh. Sự việc cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên dạy toán trường Trung học Phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng liền không nói trong giờ giảng, khiến học sinh khiếp sợ bật khóc tại buổi đối thoại công khai với lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo thành phố, gióng lên một hồi chuông cảnh báo về phương pháp giáo dục của người thầy nói riêng và mối quan hệ thầy trò nói chung. Nút thắt trong quan hệ thầy trò. Chiều 29 tháng 3, ông Bùi Minh Bình, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Long Thới cho biết, trường đã hoàn thành báo cáo để gửi Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Năm học trước, tôi cũng trực tiếp giải quyết khi nghe phản ánh cô Châu phạt học trò vì những em này học yếu. Tôi tìm hiểu và yêu cầu cô sửa chữa khắc phục. Còn hiện tại, nhà trường lo ổn định tư tưởng học sinh, phụ huynh, giải quyết gút mắt mối quan hệ cô trò. Tạm thời, cô Châu và em học sinh có phản ánh, vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Lớp 11A1 chưa có nhu cầu đổi giáo viên, nên cô Châu vẫn dạy. Còn hình thức xử lý cuối cùng như thế nào thì chờ quyết định chính thức của Sở, ông Bình thông tin. Vì sao sự việc cô Châu lên lớp với phương pháp giáo dục có 102 hoàn toàn im lặng suốt 4 tháng đằng đẵng mà cả trường không ai hay biết, mãi đến khi một em học sinh không thể chịu ấm ức, bật khóc trong chương trình đối thoại vì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Phải chăng mối quan hệ thầy trò hiện nay trong nhà trường quá lỏng lẻo, còn bao nhiêu sự việc tương tự như cô Châu đang tồn tại, ai sẽ bảo vệ học sinh khi các em uất ức, biết chia sẻ với ai? Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phòng ban thuộc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, dù với bất kỳ lý do gì, lỗi hoàn toàn cũng thuộc về người lớn. Chưa nói đến phương pháp giáo dục sai mà nói đến cách ứng xử thầy trò cũng không chấp nhận được. Lúc đó tại sao giáo viên chủ nhiệm không biết, nhà trường không biết để tìm hiểu sự việc đáng buồn này?
đâu rồi tình thương dành cho học trò? Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ở góc độ của người giáo viên, những hành động như không nói gì, chỉ viết bài lên bảng là quá sai. Học trò ở thời nào cũng vậy, sẽ có những em nghịch, học không giỏi, nhưng đó là điều bình thường ở môi trường giáo dục. Còn người thầy phải dùng phương pháp tình thương, trí tuệ, xem học trò như người em, người con của mình. Lấy sự tiến bộ của các em là niềm vui của nghề, thay vì dùng hành vi đối kháng để chống lại học trò, giả sử học sinh sai cũng không thể lấy cái sai của mình để đối đáp lại. Tại sao những lần sinh hoạt chuyên môn hay họp lớp với ban giám hiệu không thầy cô nào biết chuyện của các em? Lẽ nào mối quan hệ giáo viên học sinh lại rời rạc đến thế? Ông Ngai nói. Cô Nguyễn Thị Minh Ngọc, giáo viên trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đinh Thiện Lý, bày tỏ nhà trường là nơi ngoài dạy chữ còn là nơi học sinh kết nối các mối quan hệ, là cuộc sống thu nhỏ với những mối quan hệ thầy trò không mấy tốt đẹp. Quá trình hình thành nhân cách và trí tuệ của học sinh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Người giáo vốn nhiều áp lực, nên nếu giáo viên không giỏi chuyên môn và không có kỹ năng ứng xử sẽ rất thiệt thòi cho học sinh, dễ khiến các em trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực tinh thần. Thật ra để được học sinh thương không khó, người thầy cần có ba chữ trí, tâm, tầm. Trí là năng lực chuyên môn, tâm là tình thương dành cho học sinh. Mình thương các em sẽ cảm nhận được. Tầm nghĩa là tầm nhìn, là khả năng định hướng cho các em, vì dạy học là dạy cả tư duy, cô Ngọc chia sẻ. Giáo viên từng bị kỷ luật vì xúc phạm học sinh. Cô Trần Thị Minh Châu trong thời gian công tác tại trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4 đã khiến học sinh và phụ huynh khiếp sợ khi dùng lời lẽ phản cảm trên bục giảng xúc phạm học sinh, tạo mối quan hệ căng thẳng với phụ huynh và đồng nghiệp, bắt học sinh chép phạt quá nhiều, báo Người Lao Động từng phản ánh. Ngày 16 tháng 1 năm 2012, ông Lê Hồng Sơn, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định thi hành kỷ luật cô Trần Thị Minh Châu với hình thức cảnh cáo. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng chấp thuận nguyện vọng của giáo viên Trần Thị Minh Châu chuyển công tác sang trường Trung học phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè cho đến nay. Hiệu trưởng một trường trung học phổ thông tại quận 3 cho rằng hiện nay có một nguyên nhân sâu xa khiến những giáo viên dù bị phản ánh nhiều nhưng vẫn ở lại trong ngành tiếp tục giảng dạy là do hình thức kỷ luật còn nhẹ, không đưa giáo viên ra khỏi ngành mà chỉ điều chuyển nên dễ tái phạm. Ông Nguyễn Văn Ngai cho rằng với những giáo viên vi phạm bị kỷ luật, dù với mức độ vi phạm như thế nào cũng phải có thời gian thử thách tại chính môi trường đã vi phạm để sửa sai thì tốt hơn là vội vàng điều chuyển. Không thể tưởng tượng nổi, tại tòa đàm văn hóa ứng xử của người trẻ nơi công cộng do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, bà Thân Thị Thư, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề cập, học sinh phản ánh cô giáo suốt học kỳ cô không giảng bài, không nói chuyện với học sinh, đến lúc này tôi vẫn không thể hình dung được, không tưởng tượng nổi về sự việc này. Đây là vấn đề ứng xử mà chúng ta cần hết sức quan tâm về các mối quan hệ học đường, đó là mối quan hệ giữa cô với học trò, giữa giáo viên với phụ huynh, giữa học trò và học trò, cần chú ý, cầu nối gia đình, nhà trường trong việc giáo dục học sinh, bà Thư nhấn mạnh. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng 29 tháng 3, vấn đề cô giáo gần 4 tháng lên lớp không nói, không giảng bài cũng được đề cập. Ông Võ Văn Hoang, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thành phố cũng mới nắm được sự việc này, Ủy ban Nhân dân sẽ chính thức có văn bản gửi Sở Giáo dục Đào tạo xem xét, kiểm tra xử lý theo đúng thẩm quyền. Nếu có vấn đề gì khó khăn hay vượt quá thẩm quyền thì báo cáo lên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh để có hướng xử lý. Thank you.